Xin chào các bạn khán giả của kênh Đèn Đỏ Cinema. Mình biết ở đây sẽ có rất nhiều người quan tâm tới bom tấn mới nhất của nhà Marvel ra rạp vào cuối tuần này. Và không vòng vèo nữa, đây sẽ là video review của chúng mình về bộ ba nữ quyền, bộ phim The Marvels. Biệt đội Marvels phát hành trong bối cảnh bị coi là thoái trào của dòng phim siêu anh hùng. Khán giả cũng không mấy mặn mà nữa vì vũ trụ Marvel ngày càng lớn và không phải khán giả nào cũng có thời gian hay hứng thú đi tìm hiểu hết tất cả những bộ phim này. Và chẳng ví dụ đâu xa, để biết được nguồn gốc sức mạnh của bộ ba nhân vật trong biệt đội Marvel, khán giả sẽ phải xem hết series Ms. Marvel, WandaVision và cả Captain Marvel phần tiền truyện phát hành vào năm 2019. Nhưng tất nhiên, đó là bạn nào muốn hiểu thật sâu thôi, chứ nếu bạn là một khán giả đơn thuần, tìm đến phim để giải trí thì vẫn sẽ hiểu thôi vì cốt truyện siêu anh hùng phần lớn lúc nào cũng rất là đơn giản, với hai phe chính diện và phản diện choảng nhau vì một mục đích gì đó. Với bộ phim The Marvels thì không được giới chuyên môn đánh giá quá cao và doanh thu cũng dự đoán là thấp, khó có thể hòa vốn. Nghe có vẻ hơi buồn nhỉ? Trở lại với cốt truyện của The Marvels thì nó cũng đơn giản, không cần quá tập trung bạn vẫn sẽ nắm được chuyện gì đang xảy ra. Biệt đội này sẽ có 3 nữ anh hùng đó là Captain Marvel hay Carol Danvers, một trong những nữ anh hùng sở hữu sức mạnh bậc nhất MCU. Thứ hai là Ms. Marvel, Kamala Khan. Đây là một cô bé học sinh trung học siêu cuồng Captain Marvel, thừa hưởng nguồn năng lượng trong một lần tìm thấy vòng đeo tay của người bà. Cô có thể chuyển ánh sáng thành vật thể. Và cuối cùng là Monica Rambeau, con gái của bạn thân Carol Danvers, có thể thấy được ánh sáng. Ba nữ anh hùng này có một vấn đề là mỗi lần sử dụng sức mạnh lại bị hoán đổi vị trí cho nhau. Phe phản diện chúng ta có Dar-Benn, thủ lĩnh của tộc Kree. Bà ta tìm mọi cách để trả thù Captain Marvel và muốn khôi phục lại hành tinh Hala. Câu chuyện phim đơn giản, nhịp phim đều đều, không có gì quá đặc sắc và cũng không có cú đảo chiều nào cả. Nếu bạn là fan ruột của Marvel, đi xem cho vui thì các bạn vẫn sẽ khá ok với tính giải trí phim mang lại, chứ đừng đòi hỏi gì thêm nhé. Vẫn là câu chuyện cũ của dòng phim siêu anh hùng, cộng với kỹ xảo đẹp, âm thanh nhiều chỗ khá là ra gì và có lẽ chỉ như vậy thôi. Với chi phí sản xuất lên tới 270 triệu đô thì đây là một trong những phim siêu anh hùng không thuộc Avengers đắt nhất. Phần nhìn của The Marvels được đầu tư tương đối kỹ ở cả bối cảnh hành tinh, vũ trụ. Về phần phát triển nhân vật thì hoàn toàn bạn đừng mong chờ gì cả vì nó không có sự phát triển hay thay đổi tâm tính gì đâu. Nó đơn giản và một màu. Lúc đầu thì họ có hơi bỡ ngỡ khi gặp nhau rồi lập team chiến đấu lại phản diện và cuối cùng thể nào nhiệm vụ cũng sẽ được hoàn thành và bình yên được trả lại. Một điểm sáng nhỏ là ở phần phim này, Captain Marvel, Carol Danvers được khắc họa có chất con người hơn một chút, cũng có một nỗi khổ riêng, có lúc yếu đuối, chứ không vô song như những gì chúng ta đã nhìn thấy trong phần 1 vào năm 2019. Nhân vật phản diện Dar-Benn, mình thấy sự tàn độc và nguy hiểm của bà ta chưa thực sự được làm nổi bật. Không được thiết kế đủ ác để khán giả có thể thấy rằng việc chống lại Dar-Benn là chuyện sống còn, bắt buộc phải làm. Cả về diễn xuất của diễn viên thủ vai này nhiều lúc cũng hơi ba chấm nên mình chưa cảm thấy thuyết phục đây là một phản diện mạnh, một mối nguy hiểm kinh khủng gì cả. Về diễn xuất của ba nữ anh hùng kết hợp khá tốt, hài hòa và ăn khớp nhau. Diễn viên trẻ nhất dàn cast Iman Vellani trong vai Ms. Marvel là điểm thú vị của bộ phim. Cô bé có chút bắn nhắng, nhiệt huyết, tưng tửng đem lại nguồn năng lượng trẻ trung và khá là đáng yêu cho bộ phim này. Còn hai nhân vật còn lại là Captain Marvel và Monica Rambeau thì họ không thực sự đặc sắc lắm. Phim cũng không có gì để lại dấu ấn sâu sắc cho khán giả hay bất cứ một phân đoạn nào được đẩy lên đến cao trào và trở thành biểu tượng. Để nói điều khán giả nhớ nhất về The Marvels là gì thì có lẽ với mình đó là hoàng tử Yan của vương quốc Alana do chủ tịch Park Seo-jun thủ vai với tạo hình khôi hài, xuất hiện ít đến đáng thương và những bé mèo Goose đáng yêu với cái mồm xúc tua long ngoằng. Thật sự để nhận xét công tâm về The Marvels thì mình nghĩ rằng nếu Marvel cứ tiếp tục làm phim siêu anh hùng theo lối mòn như thế này với cốt truyện đơn giản ngàn phim như một thì phim sẽ chỉ đơn thuần mang yếu tố giải trí mà thôi, xem cho vui vậy, xem cũng được mà không xem cũng không sao, xem xong cũng không có gì để đọng lại. Ai là fan của Marvel thì đi coi cũng được, ai muốn xem hành động hay đơn thuần một tựa phim để giải trí cho vui thì cũng ok, nhưng mà mình không nghĩ rằng đây là một bộ phim có thể tạo được tiếng vang về cả mặt doanh thu lẫn chất lượng phim. Và trên đây là những chia sẻ, review ngắn gọn của Đèn Đỏ Cinema về bộ phim The Marvels, biệt đội Marvel, một tác phẩm có chút thú vị nhưng không đủ để ghi dấu ấn với khán giả. Comment cho chúng mình biết cảm nhận của các bạn sau khi các bạn đi xem phim nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.